đây là cách bắt thăm kiểu mới đúng không? Trận tiếp theo giữa hai đối thủ là gì nhỉ? 8B và 8D. Tức là 8 cô đấy à? 8 cô và 8 cô 6. 8 cô chứ à? 8 cô 6 đâu, cô 6 đâu? Chưa nhìn thấy cô 6 đâu. Vừa nãy cô sáu thấy à, có thích thắng không để thầy hướng dẫn cho à. Nào đứng đúng khoảng cách đừng xa quá, đừng gần quá, đứng khoảng cách sau đó nữa thì hạ tầm dây thấp xuống, đứng đúng khoảng cách, ghi dây thấp xuống cái là kéo hô 2-3 cái là kéo đều tay là thắng nhá. Ôi trời ơi. Cô bé bé này cô chui chỗ nào cũng vừa. Thế lớp cô vừa nãy là thua rồi à? Thế sao buồn thế? Cái là mình chưa thắng thôi chứ không phải mình không thua đúng không? Khán giả kí hết cả cầu trường rồi. Hai bên chúng ta ổn đến chưa? Thế có đúng như thế là chiến thắng không? Ồ, hai bạn. Xin chào. Nói gì đi? Nói gì? Chị đẹp, hôm nay các con thi một cách gọi là công bằng. Có công bằng. Đâu, vẫn còn các cái trò chơi nữa mà con. Ơi. Cái gì con? Đấy, bây giờ là ra cái khu kia là tiếp tục bộ môn gì đấy hả cô giáo? À, bây giờ chuyển sang sân đất kia đúng không? Bởi vì một bên rất là trơn, một bên có rồi, chuyển tiếp khu vực chiến đấu. Hả? Ra nhà đen năng à? Ờ, sang bên khu đấy.